Sau một thời gian dài sử dụng, nội thất của chiếc xe sẽ xuống màu do tác động của thời tiết, bụi bẩn, do mồ hôi tay tác động, và nó làm mất vẻ sang trọng của không gian nội thất phía trong. Tuy nhiên, với một vài việc làm đơn giản bạn có thể giúp nội thất xe trở nên sáng bóng và mới mẻ trở lại. Bài viết sau sẽ giới thiệu cho bạn cách vệ sinh, làm bóng nội thất cho xế yêu của mình. Để tự tay dọn dẹp và đánh bóng nội thất cho chiếc xe của mình, bạn phải chuẩn bị một số dụng cụ sau: 2 miếng bọt biển sạch, 1 chai chất làm sạch nhựa, 1 chai chất bảo vệ nhựa, 1 tấm vải lau cổ tống, máy hút bụi, 1 chiếc bàn chải. Sau khi chuẩn bị các dụng cụ đầy đủ, chúng ta tiến hành các bước dọn nội thất. Việc hút bụi bẩn sẽ giúp vệ sinh dễ dàng hơn và không bị các bụi bẩn bám lại sau khi vệ sinh. Bạn nên hút bụi sạch sẽ trên trần xe, sàn xe, các ngóc ngách bên cửa, khe ghế ngồi, tạp tờ lô. Sau khi hút bụi xong, hãy tiến hành vệ sinh từ trên xuống dưới. Vệ sinh trần xe. Việc vệ sinh trần xe khá đơn giản. Bạn chỉ cần xịt chất làm sạch ra khăn và lau trần. Vì chịu tác động nên trần xe ít bẩn hơn các chỗ khác và dễ dàng làm sạch hơn. Vệ sinh tạp tờ lô, bảng điều khiển, tay lái. Đây là các bộ phận thường xuyên chịu tác động nên dễ dính bẩn nhất. Bạn cần vệ sinh kỹ vô lăng, bảng điều khiển và các hộp chứa đồ. Hãy dùng chất làm sạch phun lên bề mặt vật dụng. Sau đó dùng miếng bọt biển lau qua rồi xịt một lượng chất bảo vệ ra tấm vải và lau lên các bề mặt và chờ khoảng 10 phút, sau đó dùng vải sạch lau lại. Tiếp tục phủ lớp bảo vệ và lau lại cho đến khi cảm thấy các bề mặt đã sạch sáng bóng. Vệ sinh ghế ngồi. Đối với ghế ngồi, ta phải sử dụng chất làm sạch chuyên dụng cho từng loại chất liệu, da hay nỉ. Bạn cần một chiếc bàn chải để đánh sạch các vết bẩn bám trên lớp da bọc bên ngoài. Vệ sinh cửa xe. Các tấm úp cửa cũng làm bằng nhựa và bạn có thể vệ sinh nó tương tự như tạp tờ lô vậy. Có thể dùng bàn chải cùng khăn lau để cho tấm úp cửa sạch sẽ và mới mẻ hơn, và nhớ vệ sinh sạch sẽ các gioăng cửa nữa nhé. Vệ sinh cốp xe. Cốp xe chủ yếu chứa các vật dụng gia đình, vì vậy nó cũng không đến nỗi quá dơ. Bạn chỉ cần gom đồ đạc lại và hút bụi sạch sẽ là được. Vệ sinh sàn xe. Sàn xe là khu vực dơ nhất trên xe, tuy nhiên bạn cũng dễ dàng vệ sinh bằng cách hút bụi, sau đó xịt hóa chất làm sạch và lau chùi sạch sẽ. Đối với sàn làm bằng nỉ, nên dùng bàn chải để trà sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Sau khi dọn vệ sinh nội thất xong, cần kiểm tra lại xem có chỗ nào sót không và tiến hành làm bổ sung. Nếu xong rồi thì tiến hành rửa xe và bạn sẽ có một chiếc xe bóng bẩy mới mẻ hơn từ trong ra ngoài. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc muốn mua dung dịch vệ sinh nội thất cũng như dụng cụ rửa xe, hãy để lại comment hoặc gọi đến cho chúng tôi nhé.